Thì anh sẽ chia sẻ với các bạn một vấn đề là khách hàng sợ chứ nhân viên kinh doanh không sợ, đúng không? Khách hàng sợ nhân viên kinh doanh không sợ. Đây chủ đề này nó sẽ có gì à, thì anh mời các bạn theo dõi. Thì các bạn nghĩ là khách hàng đang sợ điều gì? Các bạn nghĩ có khách hàng đang sợ điều gì ở trong cái giai đoạn bây giờ? Giai đoạn bây giờ là khách hàng đang sợ điều gì? Một là sợ tăng giá cà phê nguyên liệu, hai là họ sợ là họ không lên được giá của họ. Thì cũng giống với bạn không, đúng không? Cũng giống với mình sợ mình không lên giá được với khách hàng. Nhưng mà thật sự đợt vừa rồi mình đã có những cái, trước khi mình lên giá họ là mình đã có những cái chính sách hay là những cái hỗ trợ cho họ rồi, về cái việc mình để họ lên giá cho họ. Còn cái còn nữa là họ phải hành động, đúng không? Mình đã hành động với họ rồi và mình đã có những cái truyền thông cho khách hàng họ biết. Bọn em đề nghị cho công ty và bọn em ra, bọn em chia sẻ cho khách hàng hiểu về cái vấn đề vậy, lợi ích của việc lên một ngọn. Họ có hiểu thì họ mới làm, họ không hiểu thì họ không làm. Họ có hiểu thì họ mới không chữ, họ không hiểu thì họ chữ. Được chưa? Đừng tự em không hiểu thì em sẽ không giải thích được, em không giải thích được thì họ sẽ không tin em. Em không nắm được thông tin công ty, em không nắm được được không của công ty, em không nắm được lý do tại sao cà phê nó đang giá thì em sẽ không giải thích được với khách hàng. Em không giải thích được với khách hàng thì họ sẽ giận em, không sẽ la nói em đấy. Thu nhỏ chia sẻ đúng mà, khách hàng đang có những cái vấn đề sợ vậy. Khách hàng sợ sợ hết hàng này đấy, khách hàng sợ tan giá sản phẩm này, đúng không? Họ sợ những cái vấn đề vậy, được chưa? Và khi mà họ sợ cái điều đó thì nó có thể xảy ra không? Tất nhiên họ sợ thì nó vẫn xảy ra, nhưng các bạn sợ khách hàng chửi mình thì cái điều đó họ cũng chửi thôi. Không, người này chửi thì người kia chửi, thế mình phải việc gì thì mình phải đối mặt với nó và mình phải giải quyết cái vấn đề đó. Mình giải quyết vấn đề bằng cái gì? Bằng cách mình hiểu sản phẩm, hiểu thông tin, hiểu rõ lý do tại sao nó như vậy, được chưa? Thì các bạn nhớ lại cách đây tầm khoảng tháng hơi giữa tháng hơi đi, lý do tại sao mà khách hàng có nhiều khách hàng họ biết lý do tại sao giá cà phê nó tăng, họ biết những cái lý do tại sao cà phê nó tăng thông qua các vị đó là mình truyền thông tới khách hàng, mình gửi những cái thông tin tới khách hàng, mình gửi qua Zalo cho khách hàng đấy. Nhưng mà họ vẫn có một số người thì họ hiểu thì họ đồng ý họ lên giá của mình chơi, mình là mình lên giá với họ, họ đồng ý mình là mình làm cái chương trình giá cà phê tốt cho họ, họ ok. Nhưng bên cạnh đó có những người họ không biết vấn đề đó là sao, họ giả bộ họ không thấy những cái thông tin đó, hoặc là có những cái Zalo, hoặc là có những cái khách hàng mà bọn em không gửi cho họ, hoặc là anh cũng không gửi được cho họ do các bạn không tập trung với họ, các bạn không, họ không nhận được thông tin của các bạn không truyền thông cái vấn đề tới họ. Và bây giờ mình lặp lại thêm một lần nữa, các bạn hãy nhớ là cái lý do tại sao cà phê nó lên giá như vậy, rồi nó vừa rồi để anh nói truyền thông thì các bạn rồi. Nhưng bản thân bọn em phải nắm rõ những vấn đề vậy, lý do tại sao cà phê lên giá. Thứ nhất là sản lượng những năm vừa rồi nó bị thiếu hụt, số lượng cà phê thiếu hụt. Ví dụ thay vì tổng hết cái diện tích đất trồng trên tây nguyên đó một năm cho ra 100 tấn, nhưng mà năm vừa rồi nó cho ra khoảng 80 tấn, nhưng mà cung nó thì nó nhiều. Cung là gì? Cung nó giống y như là những người tiêu dùng, khách hàng mà tiêu dùng á. Trước giờ trà sữa nhưng bây giờ chỉ có hộp cà phê thôi đấy, thì cái cào nó nằm nó lọc rộng ra. Nhưng các bạn lưu ý mình chia sẻ cho khách hàng biết những cái vấn đề vậy rồi thì những cái năm vừa rồi như là kinh tế nó thay đổi, kinh tế nó tan, kinh tế nó thay đổi, có những cái chiều hướng nó thay đổi khác. Ví dụ như nó lộn khác, ví dụ như lúc trước một cái bộ phân 100 ngọn thì bây giờ lên 120 ngọn, thì họ trồng cà phê họ không phải phân rồi nhân công rồi nhân sự đủ kiểu hết trơn. Đó là chia sẻ cho họ biết. Rồi những cái mà anh hai chia sẻ các bạn cũng chia sẻ là truyền thông để cho thấy nó rất là nhiều cái lý do, nhưng bản thân các bạn phải biết cái lý do, những lý do can của bản thân các bạn thì dễ thích cho khách hàng. Có những khách hàng thì họ chịu lắng nghe những cái lý do, họ chịu lắng nghe cái sự chia sẻ trao đổi của em với họ thì họ sẽ là những người hiểu khi bọn em tan giới. Và em nhớ lại đi, còn có những người mà họ không nghe em nói hoặc họ là la là la thì chứng tỏ là họ coi lại giá trị của mình với khách hàng, họ chưa có coi trọng mình lắm, thì phải coi lại cách làm việc của mình, cách chăm sóc của mình với khách hàng, được chưa? Mà họ không, và những người mà họ như vậy á, thì khi mà bọn em có cái gì á, trong cái riêng cái vấn đề tăng giá này nó bị sao á, bọn em rất khó làm việc với họ, chưa? Và cái đó nó thể hiện cái giá trị của mình và nó thể hiện cái năng lực của mình.
Cho nên là mình yếu cái chỗ nào mình không có làm, yếu cái chỗ nào thì mình có khắc phục cái chỗ đó để mình đánh cấp hơn, để mình làm một người nhân viên chuyên nghiệp hơn, để mình làm một người bachelor chuyên nghiệp hơn. Rồi cái nhu cầu sợ nữa, khi mà cái nhu cầu nó quá không mình không biết, tại những số lượng hòn quá, cái số lượng hòn giá tấu còn rất ít. Mà ví dụ như các bọn đăng ký công ty á, cũng đang tranh thủ để chốt đơn cho những khách hàng đặt cách của các bọn phụ trách. Thế nên ví dụ con cũng vậy, con cũng tranh thủ ví dụ của tao cũng luôn để tốt vậy, cố gắng. Đấy, đây là những cái ý mà anh nghĩ thấy các bạn bạn còn để chi tiết cho bọn, bọn lái các bọn chia sẻ, hiểu chưa? Rồi các bọn phải truyền thông những hình ảnh này, tay nhau qua là những cái hình ảnh để các bọn truyền thông, có kế hoạch truyền thông Mỹ, có kế hoạch truyền thông bằng Facebook. Ví dụ các bạn truyền thông cái việc mà mình chở một bôi cà phê quý sớm mình đi, ví dụ như quý sớm các bạn xe cái xe hoàng ngọc của các bạn muốn chắc đàn xe, như bộ mình lái cái hình ảnh á, họ đâu có biết á là mình chở cái bôi đi một ngày cuối giờ mình vẫn trở về đâu, đúng không? Đấy, họ đâu có biết, đúng không? Nhưng mà mình có sẽ ghi cái gì đó chuyện của mình, mình ghi cái chuyện của mình ghi cái gì thì họ đặt cái đó và họ biết cái đó. Ví dụ như vô 30 kg hay vô 50 kg 60 kg cho chạy đó anh đó là loại giải, đúng không? Nhưng mà chạy cho tóc cũng chấp tinh thần nên trong lên cái kiểu vậy. Thì cho mình ghi cái gì thì họ sẽ thấy cái đó. Mình cho họ biết cái gì họ có biết cái đó. Chứ ở đâu họ đâu có đi theo dõi bọn em, đâu họ biết bọn em trả tiền sống nhiều về tới nhà bản thân bộ đó. Mà thêm một cái quan trọng nữa là bọn em phải cho họ cái sự minh bạch. Và cái sự minh bạch đó là gì? Cái sự minh bạch ở đây là phải truyền thông cho cái thằng biết. Đó, anh là tiếp này. Truyền thông cho cái thằng biết lý do tại sao cà phê nó lại tăng giá, thông báo cho các thần biết và giải thích lý do. Bọn em có giải thích được cái lý do, bọn em phải truyền thông cho họ biết những cái vấn đề như vậy thì họ mới gôn họ. Chứ bây giờ ví dụ họ không biết cà phê nó tan đó, họ không biết cà phê nó đo con, họ không biết cà phê nó đo bị thiếu hụt thì làm sao họ mua? Họ cứ nghĩ bình thường biết thằng lấy là họ mua. Nhưng bọn em phải truyền thông cho họ biết, chứ đừng có nghĩ là bọn em tan về cái bờ họ biết. Có những người họ lướt Facebook họ biết, nhưng mà có những người họ không thông gia Facebook làm sao họ biết được? Thì ra bọn em phải nói họ. Cho nên mình phải truyền thông, bọn em đừng có nghĩ kế bọn em biết nhưng mà chưa chắc họ đã biết, được chưa? Kế bọn em biết chưa chắc gì anh đã biết, được chưa? Cho nên mình phải truyền thông cho họ biết lý do tại sao, phải nói chuyện với họ cho nó có kiểu, được chưa? Trong cái tệp Zalo của bọn em có những người anh gửi được nhưng mà có những người anh cũng đã có gửi được đâu. Mình phải truyền thông cho họ, họ biết được. Nhớ là phải truyền thông nha. Các bạn đừng nghĩ ơn cho Facebook rồi, các bạn đừng nghĩ ơn nhận cái tin nhắn Zalo của các bạn. Các bạn hãy nhớ là liền có những người mà anh gửi tin nhắn Zalo các bạn thì họ nói sao. Họ bây giờ quá đâm đọc họ kêu tổng thái đây. Nhưng các bạn đừng có mặc định là họ đã thấy, được chưa? Đây như trang trại dông của các bạn á, các bạn đó là cái việc mà mình phải thống kê lại và mình đau lại cái chiến dịch đó, cái chiến dịch mình gửi Zalo cho họ nó có hiệu quả không? Không hiệu quả. Có những người hiệu quả nhưng có những người không hiệu quả. Tại mình có đau lường đấy. Nhưng đó là lý do mà tại sao anh thường nói với Vi với Nguyễn gửi số cho anh thường xuyên á. Em đau lường có kiểu anh thấy không sao xét chi tiết cho nó, nhưng mà anh có đau lường được à cái chiến dịch đó, cái bệnh đó xảy ra sau kết quả như nào để mình còn phải khắc phục là cả được 100 được áp. Dạ, nhưng các bạn lưu ý, để tham cho các thằng họ biết. Quan trọng nữa là cái sự minh bạch về tăng giá cho họ thấy rõ đây là thông báo từ công ty và sự cân nhắc kỹ lưỡng của công ty trước khi đưa ra quyết định này, sự tìm hiểu về thị trường và các bên liên quan. Trước khi mà mình báo họ 100 tốt hơn rồi thì mình sẽ chia sẻ cho họ biết. Dạ, cô ấy chết là thật sự là công ty con đã căng đối và tìm hiểu kỹ thị trường rồi. Thật sự bây giờ các bên thị trường đã đông bóng giá 190 ngọn và thậm chí có thể là 185 ngọn chứ không 100 tốt hơn rồi. Cái này là con nói thiệt và con chia sẻ thiệt với cô ấy dạy. Đấy. Tại vì cô là cái thằng thân thiết với bên con, cô là cái thằng lao năm với con, cô là những cái thằng đồng hành cùng với bên con. Cho nên ảnh mới để cô có gió chạy, được chưa? Họ là gì thì mình cứ nói là có vấn đề đó. Anh nói em, mọi người là trên những lần, linh động, không có sự cố định. Okay. Linh động, mình không linh động được mình chết, được chưa? Và thật sự những bên khác cũng vậy. Mà mình khó lắm thì nó giữ cho khách chờ thôi. Rồi mình dễ ha, rồi mình phải hiểu cái đồng cổ nó tải một phát một lan tải mai luôn, thằng trăm mấy ngàn luôn, được chưa? Đấy, vậy mình phải chia sẻ cho họ thấy những vấn đề này. Để đi giao tiếp của mình, thì ra trước khi mình cháu nhập cái đơn lớn là cái thò hay là bóp một sản phẩm như cái đó thì mình họ bọn em phải hiểu họ, bạn phải hiểu họ, bạn phải hiểu cái thò của mình.
bà đó có sẵn sàng chốt cho tôi bên đăng ký ba đăng ký không? Nếu họ là những cái người đó cho mà không có tiền thì bán đào dành thời gian chăm họ, dành thời gian tạo một chương trình cho họ, tại vì họ là những cái phòng VIP, VIP là cái phòng VIP đó, thật sự là chỉ biết thôi, nhưng mà đã như vậy, anh cũng nhớ cho bọn em biết luôn, thì đã lỡ là bọn em có tiếng Sài Gòn không vậy, bọn em nghe thằng mới tao có 100 cái phòng VIP không biết nữa, thì ra là biết tán thì cũng biết thôi, do vậy vậy, nhớ nghe, rồi mình có những cái phòng VIP như vậy, thì mình phải tạo ra cho họ có chương trình khó, ví dụ tất cả các phòng của mình đó, bọn em lấy, ví dụ có những người họ lấy tên là trang ký, thì nó sẽ khác với những người mà họ lấy số lượng 10 ký, 20 ký, 5 ký đúng không? Thì bọn em phải hiểu tìm cái thòn của mình. Rồi bọn em gửi thông tin lên: ê, tôi có một cái thòn như vậy, được chưa? Tôi có một cái thòn như vậy, họ lấy số lượng là họ như vậy, bọn cho tôi chính sách tốt nhất. Bọn em phải hiểu rõ chính sách gia tỏa, được chưa? Để không phải gọi, để chứng tỏ mình là một người nhân viên chuyên nghiệp. Cho nên ngay từ lúc mình còn để mình hiểu, mình ra nhiều khi mình đi uống cà phê hoặc nhiều khi mình đi qua cái chỗ khác mình gặp nghe cái trai nghe đóng thòn. Bà cho mới nói, thì thấy trang trí không có chương trình gì. Thọt cái món qua nói, à bên con có một trang trí có chương trình dạy giá, phải dạy liền. Xử lý liền, cơ hội của mình ở muôn nơi, tất cả do bọn em không có vũ khí trong tay, do bọn em không hỏi, do bọn em không biết giá bọn em bao nhiêu thôi. Do bọn em không biết cái gì trai cái gì, bọn em sợ. Mình biết mấy cái gì mình sợ, mình biết luật, mình hiểu rõ chính sách, mình hiểu rõ tâm lý khách họ. Mấy cái mình sợ, thích cử nào chơi cái đó, bà phải không, ok phải không, ăn phải không, thích kiểu nào chơi cái đó, được chưa? Đọc thật ra đó, đây là cái vấn đề mà đã nói này. Bên cạnh có những cái thò họ sẵn sàng với cái việc tan gió, nhưng cũng có những cái thò họ cứng nhất với vấn đề này. Thì chúng ta nhìn nhận và đặt ra hơi câu hỏi cho hơi cái thò này. Cái thò sẵn sàng tan gió là các bọn đánh nhớ lại này, là những người đó các bọn chăm sóc họ như thế nào? Có ai chăm sóc họ rất tốt không? Các bọn thấy, anh nhìn ngay có những người các bọn biết tham đâu, mà biết tham tiếng hào luôn. Có những người anh nhìn không thấy có được tiếng tham đâu. Biểu so và rộng những cái người mà biến tham thường xuyên, họ sẽ lấy bọn em cái tóc. Họ đồng ý với mọi người, có những người không biến tham, cái là gió cho họ tan, cái họ chữ, họ chữ. Đó, cái vấn đề nó xảy ra cho nó này. Sáng sàng tan gió, các bọn có những cái thầu họ sẵn sàng tan gió, các bọn à, là bọn nó chăm sóc họ như nào, bọn chăm sóc họ rất đốc. Có là bọn nó tán lui thường xuyên, chia sẻ cho họ về cái thông tin tan gió một cách cụ thể, chi tiết. Bọn truyền đạt được thách kiến từ công ty cái thầu, nhưng bọn nó chỉ lắng nghe. Nhưng họ chịu sẵn sàng tăng giá của bọn. Còn những người mà họ không sẵn sàng tăng giá của bọn này, bọn nhìn này, có phải họ bị đứt gãy thông tin từ công ty? Với là các bọn không có kết bạn Zalo, các bọn không có đưa Zalo cho anh để anh gửi thông tin cho khách hàng đó. Và họ là những khách hàng khó tính trong quá trình bọn chăm sóc, đúng không? Tại vì trong quá trình các bọn không chăm sóc họ, họ lo họ, họ là người khó tính, các bọn né họ, các bọn trốn họ. Bây giờ dẫn tới là dẫn tới là họ cũng không nắm được tình hình ở công ty mình, mà mình cũng không nắm được tình hình của họ. Anh nói rồi, đừng trống đánh lên trên, đừng trống đánh lên trên. Khó thì còn phải chăng mới chứng tỏ cái đẳng cấp và cái level của mình. Khó thì mình phải chăng họ khó thì dễ, mình mới qua được cái level đó. Chứ còn em thấy dễ, cái chăng sẽ chăng dễ biết. Còn người khó mà em né, vậy là bọn em không qua được cái level thứ hai rồi. Không qua được cái level tiếp theo một lần qua. Được chưa? Thì như vậy bọn, các bọn sẽ là người thất bại. Bởi vì chính có nhân với bọn là thứ nhất. Thứ hai là các bọn sẽ không được tồn tại ở công ty này. Anh nói thẳng thiệt. Tại vì các bọn không chăm họ, những người đó các bọn mất khách, các bọn mất dân số bọn tụt. Rồi các bọn sẽ ra đi. Nhưng vấn đề là anh nói luôn, thì bọn này các bọn phải biết cách xử lý những cái tinh thần nhỏ, cái tinh thần lớn. Tinh thần nhỏ thì chính sách giác tỏa như thế nào giúp đỡ chỗ. Tinh thần lớn chính sách như thế nào giúp đỡ chỗ. Và giới thích cho các thần biết về cái việc tan gió. Và một cái vấn đề quan trọng nhất nè. Giá trị, tha vì các bạn tập trung vào việc tan gió hay là cứ nói chuyện về giá cả, thì các bạn hãy cho các thần thấy chất lượng của sản phẩm hoặc là giá trị của bạn đối với bao nhiêu thì các bạn chăm sóc họ. Bằng những hành động thì các bạn tán họ, các bạn làm gì, các bạn chia sẻ cho họ cái gì, các bạn hướng dẫn họ cái gì, các bạn là các bạn giúp họ tan gió, các bạn lên những thông báo tan gió, các bạn giúp họ tan gió, các bạn gió cái tan gió lên, các bạn khi mà cái thần họ khó nhất ở cái giai đoạn bây giờ là họ lệ và tính tiền của các người uống đó. Họ không dân nó sâu. Nếu các bọn đấy, bây giờ cái nhận tiền nha, thả ra chỗ đó là cha kiểu gì, cha trời bọn lệ, bọn tính tiền hảo cho họ. Đấy, cha đem lệ anh tính em nói chuyện cho. Họ cũng khó cho các bọn. Họ, bọn tan giới của người đó, bọn khó nói chuyện với người đó. Thì họ tan giới ly cà phê hay ngồi với cái người kia, họ khó nói chuyện với người kia. Bọn lệ giấu biết cho họ, làm hảo cho họ là để họ thấy tiền tin, để đem lệ anh tính cho. Đấy,
mặc dù họ khó dễ hơn mình không biết, nhưng mà mình lỡ mình tính rồi mình nói cho họ để họ thấy, mình nói to nó rõ để những cái bọn xung quanh họ nghe luôn, rồi mình lâu truyền thông mình nó giúp họ đi đó, hiểu chưa? Rất là nhiều cách, nhưng mà lỡ mình nói họ đâu đủ kiểu sử dụng những cái chiến lược thông minh. Đây cái vấn đề anh vừa nói là một cái cách đó là một sự thông minh trong công việc, hiểu chưa? Và mình tôn trọng khách hàng, mình cũng không có chi ơi họ không tham gia chương trình lớn, không tham gia nhỏ họ gì á, mình luôn tôn trọng họ. Mình đừng có nghĩ họ này họ đừng nghĩ họ không có tiền ha này họ cần bao giờ nghĩ họ này họ kiểu luôn luôn tôn trọng họ. Hôm nay họ có thể không làm việc được của mình nhưng ngày mai họ sẽ làm việc với mình, bởi vì ngày mai họ làm việc với cái đến thông tốc giờ sẽ phân nửa mình chứ hôm nay họ không làm việc với mình chủ yếu họ, và anh nói mình cũng giống như họ thôi. Mình luôn tôn trọng họ và cái lúc mình còn phục vụ họ thì mình hãy cố gắng mình chăm sóc họ một cách tốt nhất đấy, để họ nhớ được thì mình hãy cố gắng mình chăm sóc họ tốt nhất có thể, cho họ những dịch vụ tốt nhất có thể. Chứ còn cái chuyện mà đi từng giờ chắc chị đã đi từng giờ với nhau đúng không, nhưng mình hãy cho họ những cái điều tốt nhất khi mình làm việc với họ đấy, rồi họ cũng sẽ quan tâm với mình thôi. Giá trị không chỉ nằm trong số tiền này, mà nó còn nằm trong giá trị ở bọn mong và chân thọ. Thì vậy, đây các bạn lưu ý, mình không phải là tiền, không phải là giá cả, không phải là 180 hay không phải là 200 ngọt, mà nó nằm ở giá trị của mình cho họ là họ nhận cái gì, mình giúp họ cái gì. Chưa? Các bạn phải luôn tập trung vào cái việc mà cung cấp giá trị cho chân thọ, và họ sẽ thấy những cái việc đó, họ sẽ đánh giá cao cái sự giá trị của họ. Họ sẽ đánh câu, họ tính cho câu về cái việc mà bọn làm việc với họ. Để sau này có bỏ, họ có bỏ bọn nó, thì họ vẫn nhớ. Thì ra, rồi, cảm ơn các bạn.